Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. Chương 2228 Người một nhà, Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Cùng là thần niệm, lại khiến cho gia các huân cảm thấy là Lữ Thiếu Khanh tùy tiện, chẳng để ý đến nữa, không để đối phương vào mắt. Đồng loại, hư không phong linh cổ xưa già nu sững sờ, phong bạo gào thét cũng dừng lại. Đúng, đồng loại, vù. Bão gió xung quanh dừng lại, sau đó, một hư không phong linh như cục thạch lộ ra bản thể của mình trước mặt lữ thiếu khanh nó nhúc nhích núng nính như từng tầng từng tầng gợn sóng nó không có mắt khiến cho lữ thiếu khanh và gia các huân đều cảm thấy nó đang nhìn mình chằm chằm gió nhẹ lướt qua hư không phong linh to lớn lại lần nữa kinh ngạc nhân loại các ngươi là nhân loại thần niệm của hư không phong linh truyền đến nó tràn đầy kinh ngạc lữ thiếu khanh tùy tiện đáp lại đúng vậy ta thôn vệ một nhân loại ta có thể đi ra bên ngoài. Thật, hư không phong linh lại càng kinh ngạc hơn, nhân loại có thể chịu nổi sao, hư không phong linh cổ xưa lắm rồi, ở thời đó, nhân loại bình thường căn bản không chịu nổi thiếu khanh không nói gì, lần nữa phơi bày ra một ít khí tức của mình. Hắn đã thôn vệ hư không phong linh, dù không phải hư không phong linh thật sự những cũng có thể tỏa ra được khí tức tương đồng. Quả nhiên, sau khi hư không phong linh xác định lữ thiếu khanh là đồng loại của mình thì lại chú ý sang gia các huân lại hỏi nàng ta là nhân loại à lữ thiếu khanh không hề phủ nhận đúng vậy nhân loại thì sao người muốn không hư không phong linh rất thẳng thắn không hề che giấu vòng vo muốn cho ta gió nhẹ tiếp tục thổi lên quanh quẩn bên người gia các huân tựa như đang quan sát nàng ta vậy gia các huân kinh dị cảm giác như đang bị nhìn chồng chọc vậy lữ thiếu khanh cũng không ngờ hư không phong linh lại thẳng thắn như thế lại hỏi ngươi sẽ cho ta lợi ích gì lợi ích hư không phong linh rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài dù đã cổ xưa lắm rồi nhưng tư duy cũng rất đơn giản nói chuyện cũng thẳng thắn ta muốn ngươi cho ta lữ thiếu khanh cảm thấy như đang nói chuyện với trẻ con nó thích gì là mình phải cho vậy bèn nói không cho trừ phi nhưng hắn còn chưa nói xong đã nghe tiếng hư không phong linh gào thét xung quanh ù ù hư không phong bạo đã bình tĩnh lại bắt đầu điên cuồng lên bão lốc lại nổi lên áp lực cường đại phủ xuống dù đứng bên cạnh lữ thiếu khanh nhưng gia các huân vẫn cảm thấy như trời đang sập xuống vậy áp lực nặng trĩu khiến cho nàng ta cảm thấy thở thôi cũng khó khăn trong lòng buồn bực khó chịu áp lực vô hình đè xuống khiến cho linh hồn nàng ta run rẩy toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc máu thịt đều đang kêu rên nàng ta nghiến chặt răng máu tươi rỉ ra ngoài miệng không biết từ khi nào phải hao hết khí lực toàn thân mới cố chống đỡ để không ngã xuống được. đây chính là thực lực của hợp thể kỳ sao. trong lòng gia các huynh tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. chỉ khí tức thôi đã cường đại như thế, làm sao có thể đánh thắng được nó? xong đời, lần này xong đời thật rồi. gia các huynh không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. thứ đồ gì? lúc này lữ thiếu khanh lại khó chịu nói, ngươi không nghe ta nói đúng không? vào trong bát của ta đi. hắn quát lên một tiếng mặt quân kiếm xuất hiện trong tay, kiếm rung lên một tiếng, tỏa sáng. Gia Cát Huân lại thấy được kiếm quan kinh dị kia. Kiếm ý nóng bỏng, cuồng bạo lan rộng, như một vần mặt trời xuất hiện trong bóng tối. ầm ầm, một kiếm đánh xuống, vô số hư không phong bạo chôn vùi tiêu tan. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, lữ thiếu khanh cầm kiếm đứng đó, một thân áo lam như kiếm tiên xuất hiện giữa hư không. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Gia Cát Huân không thể không thừa nhận tự đáy lòng khi nghiêm túc, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không đáng ghét, mà còn có một khí chất khiến cho người ta mê muội. Vì, nghĩ gì thế, Gia Cát Hung lập tức lấy lại tinh thần, kín đáo tự tác cho mình một cái. Sau đó, Gia Cát Hung lại tiếp tục lo lắng không phong linh trước mắt đây rất mạnh, cổ xưa lắm rồi. Tu sĩ nhân loại cùng cảnh giới chưa chắc đã có thể đánh được. Lữ Thiếu Khanh chỉ là hợp thể kỳ mới ra lò, sẽ là đối thủ của nó được sao? Một kiếm kinh thiên cũng chỉ phá được phong bạo bên ngoài, muốn thực sự đánh bại được đối phương khó khăn trùng điệp thần niệm của hư không phong linh lại vang lên bình tĩnh nói ra một câu khiến cho người ta không rét mà run ta muốn nuốt ngươi hư không phong bạo lại nổi lên vô số bão lốc lại cuốn tới lần này hư không phong linh như một con yêu quái mà mỗi một hư không phong bạo lại là một xúc tu của nó mà đây cũng là phương thức tấn công thường thấy nhất của hư không phong linh vù vù từng cơn lốc mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh tới cho dù là một ngôi sao hay một vần mặt trời cũng có thể bị xé thành từng mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng giữa không trung, nhẹ nhàng vung vẩy mặt quân kiếm, rất nhẹ thôi, đồng thời bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Thường thường, một kiếm giáng xuống liền có thể dọn sạch một mảnh hư không lớn, vô số hư không phong bạo hoàn toàn tiêu tán chôn vùi. Nhưng với hư không phong linh, chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể triệu hồi ra hư không phong bạo liên tục không ngừng, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận phong bạo vô cùng vô tận vương xúc tu lớp sau nối lớp trước khiến cho bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng phải tuyệt vọng. Ở nơi hư không không có linh khí này, bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Trái tim da các hung rung lên. Đây chính là thực lực của hợp thể kỳ sao, kiếm quan lóa mắt, nhìn qua thì dường như lửa thiếu khanh đang chiếm thế thượng phong. Hư không phong linh triệu hoán ra bao nhiêu hư không phong bạo thường thì cũng bị lửa thiếu khanh dẹp yên chỉ với một kiếm. Có vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng mà Gia Cát Huân càng xem càng lo lắng. Quá dễ dàng, chuyện này không hề tốt đẹp gì cho cam. Đối phương là thứ cổ xưa, thực lực tích lũy tháng ngày, nơi này lại là sân nhà của nó, lửa thiếu khanh làm sao có thể là đối thủ, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Nhìn lửa thiếu khanh không nhanh không chậm chiến đấu với đối phương, Gia Cát Huân rất muốn xông tới níu tay hắn xuống mà gầm lên không cho chơi nữa. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, lửa thiếu khanh và hư không phong linh đang chiến đấu thật lâu gia cát hưng cũng lo lắng thật lâu, nàng ta cũng không buồn tính xem đã bao lâu trôi qua. nhưng dần dần gia cát hưng kinh ngạc phát hiện ra, nàng ta cảm thấy áp lực của mình đã giảm bớt rồi, dường như ngọn núi đè trên người đã được chuyển đi, phong bạo gào thét xung quanh không còn thanh thế trước đó nữa. mệt rồi ư? gia cát hưng kinh ngạc, không thể tin nổi, vì kẻ mệt mỏi không phải lữ thiếu khanh mà là hư không phong linh. Quy lực của hư không phong bạo mà nó triệu hoán ra yếu bớt đi, đòn tấn công cũng không còn lăng lệ như vậy. Về phần lữ thiếu khanh, gia các huân nhìn lại thì thấy hắn vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vung kiếm. Quy lực không giảm, hiện tại ánh kiếm đã tiếp cận hư không phong linh. Mỗi một kiếm vung ra đều khiến cho hư không phong linh phải gọi ra càng nhiều phong bạo hơn để ngăn cản đòn tấn công của lữ thiếu khanh. Tên hỗn đảng kia lại chiếm được thế thượng phong ư, gia các huân không thể tin nổi, nghi ngờ mình nhìn lầm rồi nàng ta không nhịn được mà dụi dụi hai mắt, vẫn thấy lữ thiếu khanh khí định thần nhàn thoải mái dễ dàng. Mà bên kia hư không phong linh có vẻ hơi mất sức, nàng ta biết mình không nhìn lầm. Lữ thiếu khanh chiếm được thế thượng phong. Trong hư không không có linh lực này chính là sân nhà của hư không phong linh, nó nên chiếm thế thượng phong mới phải. Một hợp thể kỳ mới đột phá lại có thể đè một hư không phong linh uy tín lâu năm ra đánh. Gia các huân vô thức che tráng, không biết nên nói gì cho phải nàng ta bắt đầu nghĩ về nhân sinh. Từ khi nào thế giới này lại trở nên bất thường như thế, rõ ràng trước khi thế giới cực kỳ bình thường cơ mà, từ khi tổ tinh rồi sao, không đúng, là từ khi gặp tên gia hỏa hỗn đảng kia. Gặp hắn, thế giới này bắt đầu trở nên bất bình thường. Gia các huân yếu ớt nhìn lữ thiếu khanh, thấy hắn không phải chịu lấy một tí áp lực nào. Đối đầu với một hư không phong linh hợp thể kỳ dễ dàng như đang bắt nạt một đối thủ luyện hư kỳ vậy, tên hỗn đảng này đang chơi sao gia các huân nhìn hư không phong linh chật vật chống đỡ sắp không nổi nữa nhịn không được mà nhắc nhở lữ thiếu khanh hỗn đảng ngươi đừng có chơi với lửa chết cháy có ngày đấy mau mau kết thúc trận đấu đi hư không phong linh là sinh vật vốn sinh ra của thế giới này thần bí khó lường ai biết chúng có ác chủ bài nào nữa không nhờ ép đối phương lộ ra ác chủ bài ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao dường như không nghe được lời gia các huân nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh vẫn không nhanh không chậm. Ngược lại, dường như hư không phong linh nghe được lời gia các huân nói. Vù vù. Gió lớn cuốn đến, khí tức lạnh lẽo âm u, hư không phong linh đột nhiên biến mất. Phong bạo xung quanh chớp mắt đã tiêu tan, biến mất sạch sẽ. Hư không bình tĩnh trở lại, nhất thời khiến cho gia các huân không kịp phản ứng. Chảy, gia các huân ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng hơi kinh ngạc. Nhưng một khắc sau, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân Lữ Thiếu Khanh. Như một cái lỗ đen không đáy, cơn lốc xoáy bên ngoài như cái miệng lớn của con rắn độc ngoác ra muốn nuốt trọng cả Lữ Thiếu Khanh vào bụng. Vù vù. Phong bạo xung quanh lại lần nữa xuất hiện, hư không phong linh lại xuất hiện, bề mặt nó càng nhúc nhích nhanh hơn. Dường như Gia Cát Huân nghe được sự vui vẻ trong tiếng gió rít u u Gia Cát Huân không nhịn được mà thấp giọng rên rỉ. Hỗn đảng, ngươi xem đi, chủ quan đấy giới hiện ra bên cạnh da các huân ngồi xếp bằng trên xuyên giới bàn nhìn nàng ta như nhìn thằng ngốc ngươi đang lo lắng cái gì chỉ là hợp thể kỳ thôi không cần lo lắng Thí linh không có lương tâm da các huân trừng mắt với giới nàng ta chỉ vào hư không phong linh đang vui vẻ hỏi không lo lắng à lão đại của ngươi sắp bị ăn rồi đấy ngươi còn không lo lắng nữa không có tên hỗn đảng kia sau này cái bản đồ nát nhà ngươi chỉ là thứ cô hồn giả quỷ nhưng mà gia các huân nghĩ lại xuyên giới bàn chỉ là một món pháp khí thôi không có chủ nhân cũ thì sau này cũng sẽ có chủ nhân mới không có ảnh hưởng gì lớn với nó chẳng lẽ đi theo tên hỗn đảng kia đến khí linh cũng không chịu được à cho nên mới có thái độ không thương tâm tí nào như thế ánh mắt gia các huân nhìn giới thêm vài phần dị dạng mang ta rời đi gia hỏa hỗn đảng chết rồi gia hỏa này chính là vật vô chủ một lần nữa giới nhìn nàng ta như nhìn tên ngớ ngẩn Quả nhiên đầu óc ngươi có vấn đề. Ta đã nói lão đại không sao rồi. Nếu có chuyện gì, ta lại ở đây nói nhảm với ngươi à? Gia Các Huân ngạc nhiên, nàng ta vừa bị một cái khí linh dạy dỗ. Nhưng chẳng mấy chốc nàng ta đã kịp phản ứng lại. Không sai, nếu Lữ Thiếu Khanh có vấn đề gì chắc chắn giới sẽ không ở đây nhảy nhót tưng bừng thế này đâu. Nàng ta lại nhìn sang hư không phong linh, vừa nhìn thì một vòng ánh sáng đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta ánh sáng đỏ rực, kiếm ý dữ dằn, nhiệt độ nóng bỏng. Một cổ năng lượng lan rộng, một tiếng chim hót bay vút lên tận trời, một con thần điểu từ trong cơ thể hư không phong linh xông ra. Toàn thân thần điêu bọc bởi ngọn lửa cháy đỏ hừng hực, như chim thần thái dương giáng lâm, tỏa sáng vạn trượng, chiếu rọi cả hư không đen tối sáng như ban ngày. Không gian chấn động, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho hư không vạn vẹo, thậm chí vỡ tan. Sức mạnh đáng sợ càng quét tứ phương, hư không phong bạo xung quanh lại lần nữa bị quét sạch sành xanh. A à, thần niệm của hư không phong linh truyền đến kêu lên. Nó nuốt lửa thiếu khanh vào bụng, còn chưa kịp cảm nhận hương vị đã bị người ta mổ bụng rạch ngực. Vô số hư không phong bạo từ người nó nổ tung, cực kỳ giống một con quái vật có nhiều xúc tu đang liều mạng giải dụa. Nhưng trúng một kiếm này của lửa thiếu khanh, nó có giải dụa thế nào cũng chỉ phí công, liều mạng giải dụa như thế còn mất sức nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh đứng trên đỉnh đầu chim thần, chỉ hư không phong linh phía xa xa, tức vũ khí không dết. Lữ thiếu khanh đứng trên đầu thần điểu, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, như thiên thần hạ phàm. Hư không phong linh đang không ngừng vạn vẹo, nhúc nhích, thân thể nhanh chóng khép lại. Nhưng khí tức của nó đã suy yếu, cảnh giới không ngừng lao xuống. Mới vừa rồi gia các hung còn cảm thấy như trời sập mà hiện giờ nàng ta đã không cảm thấy có tí áp lực nào nữa không cần tận lực đi dò xét cũng có thể biết tình trạng của hư không phong linh yếu ớt cỡ nào. Gia Các Huân ngơ ngẩn. Thế giới quan của nàng ta lại bị xung kích. Nàng ta cảm thấy mình rất khó sinh tồn trong thế giới không bình thường này. Vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh, một hợp thể kỳ mới toanh, làm sao cũng không chơi lại nổi vô số hư không phong linh đã sống ở đây nhiều năm. Kết quả, từ đầu tới cuối, Lữ Thiếu Khanh vẫn đè hư không phong linh ra mà đánh. Mau đầu hàng đi ngoan ngoãn nghe lời nếu không ta chém chết ngươi thần niệm của lữ thiếu khanh như thiên âm trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp hư không gia cát huân nghe vậy trong lòng kinh dị thì ra lữ thiếu khanh có thể đánh bại hư không phong linh từ lâu rồi sao thì ra hắn không nhanh không chậm chiến đấu với hư không phong linh là vì muốn thu phục hư không phong linh tên hỗn đảng này lần này gia cát huân lại cảm thấy sợ hãi vì lòng dạ của lữ thiếu khanh đầu hà nga à thần niệm của hư không tràn đầy đau khổ và phẫn nộ. Ngươi nằm mơ đi, ôi cha, chém ngươi lâu như thế ngươi còn mạnh miệng vậy à? Lữ thiếu khanh nổi giận, ngươi cho rằng ta ở đây chơi với ngươi lâu như vậy để làm gì, không đầu hàng đúng không? Ta chém chết ngươi, lữ thiếu khanh nhảy lên một cái, mặt quân kiếm chỉ vào hư không phong linh. Thần điệu khoác áo lửa uy phong lẫm liệt hóc lên một tiếng, vỗ cánh bay cao, thẳng tới hư không phong linh. Vù, hư không phong bạo ngăn cản trước mặt hư không phong linh thành một bức tường trắng thật dày. Vèo, nhưng mà, thần điểu đi tới đâu, tất cả đều bốc cháy. Được gió tiếp sức, thế lửa lan tràn, không ngừng cháy lên hừng hực, toàn bộ hư không dường như cũng cháy lên. Nhiệt độ đáng sợ khiến cho sắc mặt da các huân thay đổi. Da các huân tê cả da đầu, cách xa như thế cũng bị uy hiếp. Trực tiếp đối mặt với hư không phong linh ư, thần điểu đập xuống đụng vào thân thể hư không phong linh chớp mắt hư không phong linh đã hóa thành một quả cầu lửa a à, thần niệm vọng tới hư không phong linh lại lần nữa kêu thảm từ âm thanh thê thảm của nó có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của nó vù vù hư không phong linh dãy dụa không ngừng triệu hồi gió lốc tới từng đoàn phong bạo lan rộng khắp nơi như thiên nữ tán hoa cuối cùng biến mất trong hư không nó lặng lẽ biến mất giống như kết cục mà hư không phong linh sắp đối mặt lữ thiếu khanh lai like hỏi lần nữa có đầu hàng chưa nằm mơ hư không phong linh phẫn nộ gầm thét lữ thiếu khanh chật chật tán thưởng không có xương cốt lại là một thân xương cứng bội phục ngoài miệng thì nói bội phục nhưng động tác trên tay không chậm lấy nửa điểm một kiếm vung lên hơn ánh sao từ trên trời rơi xuống như đạn pháo hạng nặng rơi xuống đầu hư không phong linh Tiếng nổ ầm ầm lại lần nữa khiến cho hư không phong linh rung động dữ dội. Cuối cùng, hư không phong linh khổng lồ như một hành tinh bị lửa thiếu khanh tấn công bị chia năm xẻ bảy trong tiếng kêu thảm thiết. Vèo. Tiếng gió dần dần biến mất, hư không phong bạo dần dần bình tĩnh trở lại. Gia các huân khẽ nhếch miệng, kết thúc rồi ư, một hư không phong linh hợp thể kỳ cứ thế mà bị tiêu diệt ư, lửa thiếu khanh nhẹ nhàng bay về, thoải mái thông dong không hề có vẻ sợ hãi tí nào nhìn Lữ Thiếu Khanh nhàn nhã đi bộ, thở cũng không mạnh lấy một hơi, theo bản năng, Gia Cát Huân cũng cảm thấy kính sợ. Giờ phút này, một ý niệm hiện ra trong đầu nàng ta. Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã đánh lén nàng ta, không phải vì hắn đánh không lại mà đơn thuần là vì đỡ rách việc. Hỗn đảng ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nhìn sang Gia Cát Huân, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn ta làm gì, không nên mê luyến ca, vì. Gia Cát Huân đỏ mặt hứa một tiếng, hỏi nó chết rồi à không chết chạy rồi chạy gia cát huân ngạc nhiên biểu hiện của lữ thiếu khanh khiến cho nàng ta nghĩ rằng hắn có thể làm thịt hư không phong linh một cách triệt để nói nhảm dù sao đối phương cũng là hợp thể kỳ đó ngươi cho rằng cũng là luyện hư kỳ như ngươi sao lữ thiếu khanh có hơi buồn bực dù sao cũng là hợp thể kỳ không nói cái khác tiên sinh mệnh lực cũng phải đạt tiêu chuẩn nơi đây là sân nhà của nó Lữ Thiếu Khanh cũng không biết nó đã chạy trốn thế nào. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được hẳn là các đoàn phong bạo cỡ nhỏ kia đã biến mất. Gia Cát Hung lại muốn mài răng. Đạo lý là thế, nhưng lời này thật khó nghe. Một vị hợp thể kỳ muốn chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh một vòng, thở dài nói, đến một chiếc thuyền cũng không có. Lữ Thiếu Khanh nói với Gia Cát Hưng, cô nàng kia, nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta một chiếc thuyền. Dựa vào cái gì? Gia Cát Huân tức giận, vô duyên vô cớ tự nhiên mình thiếu nợ. Ai chịu nổi, Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn hùng hồn nói, thuyền của ta bị hủy rồi, ngươi không trông được, không tìm ngươi thì tìm ai, Gia Cát Huân tức chết, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đang lơ lửng cùng với mặt quân và giới. Ngươi hỏi chúng xem là ai dẫn họa, mặt quân và giới ra miệng một lời. Ngươi đó, Gia Cát Huân tức giận đến mức huyết áp vọt lên tận đầu, suýt nữa thì nôn ra máu chủ nhân vô sĩ sẽ có khí linh không biết xấu hổ. Đáng chết, nếu không phải trước đó các ngươi đi trêu chọc khí linh, sẽ xảy ra chuyện này sao, khí linh hỗn đảng, gia hỏa hỗn đảng. Ôi ôi! Lữ Thiếu Khanh không thích nghe, sao có thể mắng người chứ? Lấy chuyện bàn chuyện đi. Được, lấy chuyện bàn chuyện đi. Gia Cát Huân hít sâu một hơi, hôm nay ta sẽ nói đạo lý với ngươi, nếu không phải tại bọn chúng, sao lại trêu chọc đến hư không phong linh, bọn chúng chịu đi đường vòng căn bản sẽ không trêu chọc đến hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi đường vòng chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề căn bản là ở ngươi. Tại ta, gia các huân tức muốn chết, mở mắt nói láo đến thế là cùng. Liên quan ta cái rắm ấy, ai nói không liên quan chứ? Lữ Thiếu Khanh cười một tiếng, nếu không phải tại ngươi, chúng ta còn cần ngồi thuyền sao, nói ta vướng víu à, gia các huân tức giận, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, muốn ngươi, nhưng cuối cùng khí thế của nàng ta lập tức suy sụp nếu lữ thiếu khanh mặt kệ nàng ta đúng là nàng ta sẽ chết trong nơi hư không này ngươi xem chính ngươi cũng biết mình đuối lý rồi sao ta mẹ nó chứ gia các huân ấm ức nàng ta vừa định lên tiếng bỗng nhiên lại có một đạo thần niệm từ phía xa truyền đến ôi trong thần niệm mang theo vài phần phẫn nộ cấu kết nhân loại giết hại đồng tộc ư đáng chém gia các huân tê cả da đầu Hư không phong linh chạy trốn đi tìm viện binh. Lữ thiếu khanh ấm ức nói, nó không biết nói đạo lý trước, định không cho ta cái gì mà còn muốn người. Cho cái gì? Thần niệm truyền đến, trong hư không xa xôi xuất hiện một đoàn phong bạo. Dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được áp bách cực lớn. Bên trong hư không, nó đen thẫm đen kịch, có thể thấy được rõ ràng. Ta muốn nuốt chửng ngươi, khí thế hung ác, trực tiếp nói ra mục đích. Ta giết, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói, ta chém chết ngươi trước, sau đó, hắn nói với Gia Cát Huân, ngươi xem, ngươi kéo phiền phức tới. Gia Cát Huân tức muốn chết, liên quan cái rắm đến ta. Không phải khí linh hỗn đảng của ngươi làm mừa sẽ có những phiền phức này sao, hỗn đảng. Gia Cát Huân nhìn trầm trầm Lữ Thiếu Khanh, bớt ở đây oan uổng người khác đi. Nếu là ta gây ra, ta hy vọng tất cả hư không phong linh ở nơi này đều đuổi theo giết ngươi đến khi ấy ta chết cũng không tiếc chà chà lữ thiếu khanh lắc đầu tấm tắc, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà sau đó hắn cười ha hả nhưng làm sao có thể chứ ngươi có phải miệng quạ đen đâu nếu lời này là tên mập chết bầm kia nói chắc chắn ta sẽ chơi chết hắn ta nhưng mà nhưng vào lúc này lại có một đạo thần niệm giáng xuống đồng tộc thôn phệ nhân loại là ta đạo thần niệm thứ hai lại nói ta muốn thôn phệ nó ta muốn biết cảm giác nhìn thấy thân thể của nhân loại thế nào đạo thần niệm thứ ba lên tiếng không phải là đồng tộc mới đột phá sao ta muốn nếm thử mùi vị của nó ba đạo thần niệm đột nhiên xuất hiện đều là từ đằng xa mà tới thần niệm của vị hợp thể kỳ va chạm giữa hư không tiếng oanh minh vang lên không dứt bên tai khí tức va chạm cường đại khiến cho hư không chấn động không thôi mỗi một đạo khí tức đều vừa cổ lão vừa thê lương, bao phủ cả mảnh hư không này. Hư không phong bạo, ù thổi tới, da các huân có cảm giác như viễn cổ tỉnh giấc, thiên địa sơ khai. Tự hồ như cảm nhận được hư không sinh ra, loại khí tức cô độc thê lương kia khiến cho nàng ta rơi lệ đầy mặt. Tâm cảnh bắt đầu sụp đổ, toàn thân nàng ta tản mát ra một cổ khí tức suy bại. Tỉnh lại, một tiếng chuông của lữ thiếu khanh như thiên lôi nổ sấm ngay sát tai gia các huân. Gia Cát Hung lấy lại tinh thần, phát hiện ra trạng thái vừa rồi của mình lập tức sợ hãi đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh đánh thức, nàng ta sẽ biến mất trong hư không này, hoàn toàn biến mất, dù có phân thân ở quê nhà cũng không sống nổi. Cái này, cái này. Ta Gia Cát Hung muốn nói gì đó, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, dẫn theo nàng ta chạy khỏi nơi này. Mẹ nó, ngươi không phải cái miệng quạ đen à. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, mang theo gia các hung chớp mắt đã vượt qua ngàn tỷ dặm. Nhưng cách xa xa sau lưng hắn có một đoàn phong bạo to lớn đi theo, hư không phong bạo gào thét xung quanh dường như tạo thành một vũng bùn tận hết khả năng giảm tốc độ của bọn họ xuống, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Gia các hung lại lần nữa tuyệt vọng. Ba hợp thể kỳ liên thủ dù lửa thiếu khanh có vô địch cũng vô dụng. Ba hư không phong linh hợp thể kỳ liên thủ, đủ để xé lửa thiếu khanh thành từng mảnh nhỏ. Lữ thiếu khanh mang theo gia các huân một đường phi nước đại. Mặc dù hư không phong linh phía sau vẫn còn cách một khoảng xa, nhưng cứ tiếp tục như thế, gia các huân cảm thấy chết chắc rồi. Nơi này là sân nhà của người ta, hư không phong linh cũng không cần linh lực chèo chống. Lữ thiếu khanh là tu sĩ, hắn cần có linh lực, lâu dần linh lực không theo kịp, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Gia các huân không nhịn được mà vui vẻ hỏi. Nếu không. Ngươi cản lại giúp ta đi, ta chạy trước. Lữ Thiếu Khanh không thèm quay đầu lại mà hỏi. Một câu này khiến cho Gia Các huân tức giận đến tức cả ngực. Giao lưu với tên hỗn đảng này quá khó. Vừa mở miệng đã dễ dàng chọc giận nàng ta khiến cho huyết áp tăng vọt, Thọ Nguyên cũng bị tức giận đến mức tục mất mấy trăm năm. Nửa ngày sau, Gia Các huân mới chậm rãi tiêu hóa được cơn tức kia, cắn răng nói, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ không ổn. Ai nói? Lữ Thiếu Khanh không phục, ta là nam nhân thật đấy. Nam nhân thật, lưu manh đáng chết, hỗn đảng hạ lưu. Gia các hung thở phì phì, đồng thời cảm nhận Lữ Thiếu Khanh một chút, nhưng vừa cảm nhận nàng ta đã kinh ngạc. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh không hề có dấu hiệu tụt giảm, vẫn dày dặn tròn đầy, chưa từng tiêu hao lấy nửa phần, không ngờ nổi đã chạy lâu như thế. Đồng thời, Gia các hung lại nhớ tới trạng thái của Lữ Thiếu Khanh khi thu thập hư không phong linh đầu tiên, chiến đấu xong, lữ thiếu khanh không mệt mỏi tí nào nhẹ nhõm như đang đi nghỉ phép vậy gia hỏa này thâm sâu khó lường thế à gia các huynh kinh hãi vô cùng vào thời khắc này gia các huynh cảm thấy mình thấy rõ hơn vài phần sự cường đại của lữ thiếu khanh đồng thời trong lòng gia các huynh lại càng khẳng định lữ thiếu khanh không phải là người ít nhất không phải người bình thường người bình thường dù là hợp thể kỳ trong hư không cũng không thể làm được như lữ thiếu khanh đại chiến qua đi vẫn giữ được trạng thái nhẹ nhõm. Chớ nói chi đến bị ba hư không phong linh thổ địa hợp thể kỳ đang truy kích mà vẫn điêu luyện như thế. Tên hỗn đảng này, bảo sao lại không sợ phiêu lưu trăm năm trong hư không? Nếu không phải một vĩnh dẫn nổ túi di thần khiến cho hắn bị lạc mất phương hướng, với hắn mà nói, hư không này không khác gì một thánh địa nghỉ phép. Trong lòng gia các huân câm nín. Một vĩnh tính sai rồi. Dù có lạc mất phương hướng, trong hư không này người ta vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng, rất thoải mái. Cứ trốn đi thế này, ngươi có biện pháp gì sao? Cuối cùng Gia Các Hung lại không nhịn được mà hỏi. Không có, đã nói rồi, ngươi nguyện ý đi ngăn cản bọn họ giúp ta đi, ta tự tin có thể thoát khỏi bọn chúng. Gia Các Hung liếc mắt, không muốn nói gì. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Gia Các Hung muốn hỏi cái gì đó, đột nhiên phía trước truyền đến mấy đạo thần niệm ai, đồng tộc, không đúng, có nhân loại, muốn xâm nhập vô thủy chi cảnh sao, gia các hung hoảng hốt, phía trước có mấy đoàn phong bạo xuất hiện. Có lớn có nhỏ, có hợp thể kỳ cũng có luyện hư kỳ liên thủ xuất hiện trước mặt, trở thành chướng ngại vật chặn đường Lữ Thiếu Khanh. Người một nhà, người một nhà. Lữ Thiếu Khanh vội vàng truyền thần niệm lại trả lời, ta là người nhà, ta bắt được một nhân loại làm tù binh, gia hỏa phía sau muốn cướp. Ngăn nó lại giúp ta đã, ai ra sức nhiều nhất, lát nữa ta sẽ tặng nhân loại này cho kẻ đó. Gia Cát Huân muốn cắn người. Đem mình ra làm thẻ đánh bạc à, Gia Cát Hưng khó chịu lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói thế là bọn chúng sẽ tin à, không nghi ngờ gì, mấy hư không phong linh trước mặt đây tuy là sinh vật cổ xưa nhưng cũng cực kỳ đơn thuần. Không một ai ngờ nổi đồng loại lữ thiếu khanh này lại là nhân loại. Lúc này, một đoàn phong bạo khổng lồ vượt qua lữ thiếu khanh, gào thét cuốn lốc, hình thành một bức tường phong bạo khổng lồ mấy đoàn phong bạo phía sau cũng đuổi theo gia cát huân lữ thiếu khanh cười hà hà quay người tiếp tục chạy cũng không lâu lắm phía sau có tiếng gầm gừ phẫn nộ lừa đảo nhân loại nhận lấy cái chết truy binh tăng nhiều áp lực cũng tăng mạnh gia cát huân hải hùng khiếp phía một khi hư không phong linh phía sau đuổi kịp lữ thiếu khanh sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ chỉ trong chớp mắt Lúc này, lại có mấy đoàn phong bạo xuất hiện phía trước kia các hương thắt tim lại. Làm sao bây giờ, Lữ Thiếu Khanh dùng hành động trả lời nàng ta. Hắn vừa sải bước đi, mặt quân kiếm xuất hiện trong tay, vừa bổ xuống một kiếm. ầm ầm hư không phong linh trôi nổi phía trước cảm nhận được nguy hiểm, hư không phong bạo không ngừng cuốn lên, nhấc lên gió lốc vạn trượng. Rắc rắc, ánh kiếm phủ xuống, một hư không phong linh hợp thể kỳ bị chém làm hai nửa, kiếm khí lan rộng trong không khí chém luôn mấy hư không phong linh luyện hư kỳ xung quanh vỡ tan tành hư không phong linh trong mảnh thiên địa này lập tức đại loạn từng đạo thần niệm truyền đến là ai thật can đảm sự phẫn nộ tràn đầy vùng hư không này giết hắn không thể để cho hắn xông vào vô thủy chi cảnh gờ rao bên này lữ thiếu khanh không thèm để ý dẫn theo trường kiếm một đường dết qua dưới thực lực cường hãn của hắn Hư Không Phong Linh cản phía trước không bị giết thì cũng bị chém làm hai khúc. Lữ Thiếu Khanh không cần truyền đấu với bọn chúng, chỉ cần giết bọn chúng trở tay không kịp, cho mình có cơ hội xông qua là được rồi. Một đường cứng trắng tiến lên, từng Hư Không Phong Linh lần lượt sụp đổ dưới kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giống như một vị võ tướng lẻ loi một mình xông vào trận địch, tả xung hữu đột trong thiên quân vạn mã, đánh đâu thắng đó mặc dù sau lưng có không ít hư không phong linh đuổi theo hắn nhưng căn bản chúng đều không đuổi kịp. Chúng chỉ có thể phẫn nộ đi theo sau, như chó hoang bị chọc nhe răng trợn mắt liều mạng đuổi theo, chỉ muốn cắn chết lữ thiếu khanh. Gia các Hương đi theo sát phía sau mà hải hùng khiếp vía, đồng thời trong lòng cũng thắc mắc. Vì sao nơi này lai có nhiều hư không phong linh như thế, nói theo cách bình thường thì nơi này là ba bước một tốt, năm bước một trạm bình thường trong hư không khó mà gặp được hư không phong linh, vậy mà ở đây chồng chất sang sát. Dường như bọn họ đang xông vào ổ hư không phong linh vậy đó. Khắp nơi đều là hư không phong linh, khắp nơi đều là đoàn phong bạo khổng lồ, hư không phong bạo ù ù tràn ngập vùng hư không này. Lữ Thiếu Khanh không ngoái đầu lại, thuận miệng trả lời, không có nghe nói sao. Vô thủy chi cảnh, chắc hẳn đây là nơi ở của bọn chúng. Trên đường đi không ngừng gặp được hư không phong linh, thần niệm của bọn chúng chỉ nói có một từ thủy chi cảnh cộng với quan sát thấy nơi này nhiều hư không phong linh như vậy lữ thiếu khanh phỏng đoán vô thủy chi cảnh chính là hang ổ của hư không phong linh đồng thời cũng là nơi mà theo giới là có khả năng có đường trở về nhất gia các huân kinh ngạc ngươi không sợ có cường đại tồn tại hơn sao sợ chứ lữ thiếu khanh cũng không biết làm sao nhưng không phải là không có cách nào khác sao đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần bước vào hợp thể kỳ, lá gan lớn hơn rất nhiều. Phía trước có khả năng có đường về nhà, mà hắn cũng muốn xem thử xem rốt cuộc có thứ gì đang triệu hoán mình. Hừ, chỉ cần không đụng phải đại thừa kỳ, sợ cái bóng gì, gia các huân trầm mặt, hoàn toàn chính xác, tên gia hỏa hỗn đảng này quá mạnh, cho dù là hậu kỳ hợp thể kỳ cũng không chắc đã đánh thắng được hắn. Mà, đánh không lại, hắn còn có thể chạy. Một vị hợp thể kỳ muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản, nhỡ đâu, trong vô thủy chi cảnh có đại thừa kỳ thì sao, nàng ta vừa dứt lời, lữ thiếu khanh nhanh chóng khựng lại, suýt nữa thì ngã đập đầu. Hắn quay lại hung tợn nhìn chầm chầm gia các huân, mắng, ngươi có thể ngậm miệng lại không? Lời này mà ngươi cũng dám tùy tiện nói à, nếu gặp phải đại thừa kỳ, ta ném ngươi ra trước tiên, tranh thủ một chút xíu thời gian cho ta. Gia các huân hận đến nghiến răng, nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh, Ngươi nói không nói là ta không nói luôn à, ngươi cho rằng ta là ai, hừ, ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là ta sẽ nghe lời ngươi. Ta không quên ân oán giữa ta và ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chà da Cát Huân khiến cho nàng ta cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng nghĩ lại, mình tuyệt đối không thể cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Nàng ta ưỡn ngực, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, bày ra dáng vẻ uy vũ không chịu cúi đầu. Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng không có nghĩa là nói gì ta phải nghe nấy, dù có là tù binh ta cũng có cốt khí của mình. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cười lên một tiếng, một khắc sau, da Các Huân cảm thấy hai mắt mình hoa lên, mình đang bay ra ngoài. Phía trước xuất hiện một cái hư không phong linh. Phong bạo ù ù thổi mạnh, cơn lốc xoay tròn bên người nó như xúc tu không ngừng vung vẩy. Thấy có người bay về phía mình, phong bạo xung quanh tăng vọt, khống chế da Các Huân sau đó kéo về phía mình. Gia Cát Huân khiếp hồn, cảm thấy thân thể mình sắp bị xé nứt rồi, dãy dụ muốn chạy trốn. Nhưng nàng ta đang bi thương, căn bản không thoát nổi sự khống chế của hư không phong linh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hư không nuốt chửng. Gia hỏa hỗn đản, vào thời khắc cuối cùng bị thôn phệ, nàng ta gào thét lên với lữ thiếu khanh, thần niệm tràn ngập oán khí, hỗn đản đáng chết, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói xong, gia các huân chìm vào trong bóng tối. Sau đó, nàng ta cảm thấy có lực cắn nuốt rất mạnh xung quanh. Linh lực trong cơ thể nàng ta bị hấp thu đầu tiên, dù nàng ta dùng cách gì cũng không khống chế nổi linh lực trong cơ thể. Dường như linh lực đang rút dần khỏi từng cm cơ thể nàng rồi bị rút đi vậy. Chẳng mấy chốc, gia các huân liền cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, linh lực sắp bị hấp thu gần hết rồi. Huyết nhục bắt đầu có dấu hiệu rời khỏi cơ thể. Xong, gia các huân tuyệt vọng phải chết ở nơi này rồi. Ngay khi Gia Cát Huân tuyệt vọng, trước mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, một vòng ánh kiếm xẹt qua bên cạnh miền một kiếm này, hư không phong linh đang nuốt chửng Gia Cát Huân liền tiêu tán. Gia Cát Huân lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ú Ú, Gia Cát Huân thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch rồi, cảm giác mệt mỏi không ngừng ập tới. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào nàng ta, cảm thấy thế nào, đã nghiền chưa, đã nghiền, Gia Cát Huân không nhịn được mà nhào lên há mồm cắn. Này này! Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, ngươi không thể ra tay với ta, lý trí của Gia Cát Huân bị nuốt chửng rồi, nàng ta gầm lên, ta không ra tay với ngươi, ta cắn chết ngươi, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, sao cậu ca lại biết thông minh rồi, Lữ Thiếu Khanh lùi lại, trống lên, cậu ca, đừng làm rộn. Ngươi còn nháo nữa ta sẽ mặc kệ ngươi, hư không phong linh đằng sau lại đuổi theo. Lúc này Gia Cát Huân mới tỉnh táo lại, nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chờ đó cho ta, Gia Cát Huân nói xong còn cố ý nghe răng bày tỏ quyết tâm của mình. Sớm muộn gì cũng có ngày ta cắn chết ngươi. Ngươi là Trư Ca, không phải Cẩu Ca. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, đang êm đang đẹp sao một cô nàng ma tộc lại biến thành chó rồi, sau đó, hắn lại chụp nồi oan lên đầu một vĩnh, đều do con chó một vĩnh cả. Gia Cát Huân bình thản nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Ta trở thành thế này trong lòng ngươi không có cân nhắc à, không phải ngươi, ta có thể như vậy sao, vù. Hư không phong linh đằng sau đuổi theo, Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân tiếp tục chạy đi. Mà Gia Cát Huân cũng trở nên biết điều hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng ta cũng không muốn nói nhảm với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỉ nộ vô thường, khiến cho nàng ta không chịu nổi một lời không hợp là ném luôn người ta vào bụng hư không phong linh, gia các huân không sợ tè ra quần cũng coi như gan lớn rồi. Mà nàng ta cũng không muốn thử cảm giác bị hư không phong linh thôn vệ này nữa. Hỗn đảng, trong lòng gia các huân vẫn hận không thôi. Không phải chỉ là không cho ta nói thôi sao? Ngươi nói thẳng là được rồi, còn phải dọa người thế nữa à, đi tiếp, xông tiếp, lữ thiếu khanh như có phát hiện mới. a à, gia các huân vẫn tai, nàng ta cảnh giá nhìn xung quanh. Nhưng nhìn mãi nàng ta cũng không thấy được cái gì không ổn. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Gia Cát Huân tò mò, nhưng nàng ta vẫn nhịn không nói. Vù. Hư không phong bạo lại lần nữa bắt đầu điên cuồng lên. Phía trước xuất hiện năm đoàn phong bạo. Nhân loại, đáng chết, lại tới nữa sao, giết bọn chúng, gờ rao như bọn chúng đã chờ sẵn ở đây, phát hiện thấy Lữ Thiếu Khanh liền lập tức bắt đầu điên cuồng, giống như cừu nhân gặp nhau đỏ cả mắt. Bọn chúng cũng không nói gì, trực tiếp thúc giục phong bạo đánh tới Lữ Thiếu Khanh. Năm đạo khí tức cường đại tràn ngập, hư không chấn động. Năm hư không phong linh hợp thể kỳ. Xong, gia các huân lại lần nữa tuyệt vọng. Năm hư không phong linh hợp thể kỳ liên thủ chặn đường, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng không xông qua được hư không phong linh đằng sau truy sát không chỉ có ba cái hợp thể kỳ trên đường đi chúng không ngừng hội tụ sau lưng chí ít cũng có bảy tám hư không phong linh hợp thể kỳ một khi để bọn chúng tập hợp lại ở đây có chấp cánh cũng khó thoát đến lúc này rồi ngươi sẽ làm thế nào chứ gia cát huân đã thấy được kết cục của mình lúc này trái tim nàng ta lại trở nên bình tĩnh lữ thiếu khanh không trốn thoát được nàng ta cũng không có yêu cầu xa vời mình có thể trốn được cứ như vậy sao, mà ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh lại trở nên sắc bén, tốc độ trường kiếm trong tay không giảm, xông tới giết ba hư không phong linh hợp thể kỳ. Hắn muốn làm gì, hắn điên rồi sao, gia các hô kinh hải. Phía trước không phải chỉ có một hợp thể kỳ, mà là tận ba cái. Tạ tìm đường chết sao, nhưng mà, ầm ầm, ba đoàn phong bạo khổng lồ bị Lữ Thiếu Khanh tấn công nhau nhau sụp đổ, liên tiếp nổ tan, vô số năng lượng nổ tung trong hư không. Chỉ mấy hơi thở ngắn mũi, ba hư không phong linh hợp thể kỳ bị lữ thiếu khanh bổ cho thất linh bát lạc từng cục từng cục thạch trong suốt không ngừng nhúc nhích trong hư không gia các huân ngây ngốc mình lại rơi vào trong huyễn cảnh rồi sao đây chính là ba hợp thể kỳ đấy không phải ba luyện hư kỳ đâu càng không phải ba hóa thần kỳ lại bị lữ thiếu khanh nhẹ nhõm đánh bại còn nhẹ nhõm hơn cả đối phó với hư không phong linh hợp thể kỳ vì sao nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế Gia Cát Huân không hiểu lắm, nghĩ mãi vẫn không hiểu rõ. Nàng ta cảm thấy mình khó mà dung nhập được vào thế giới không bình thường này. Thế giới hỗn đảng, nàng ta không hiểu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo Gia Cát hung nhẹ nhõm rời đi, để lại mặt đất đầy bừa bộn. Không bao lâu, những hư không phong linh rối tung này lại lần nữa hội tụ thành hình, sau đó cùng đại bộ đội truy sát Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thật sự không muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nghiện được vì sao cái gì lữ thiếu khanh không rõ ý gia cát huân vì sao ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đây chính là ba hợp thể kỳ đấy dù là bởi vì đẹp trai lữ thiếu khanh cũng không quay đầu lại đẹp trai cho nên mạnh hơn gia cát huân không muốn nói chuyện đẹp trai chó nhà ta còn đẹp trai hơn ngươi nhân loại không biết xấu hổ không cách nào nói chuyện được với người này Gia Cát Huân chỉ có thể tức giận ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân một đường sông thẳng. Ngay khi Gia Cát Huân buồn rầu, bỗng nhiên nàng ta cảm thấy khóe mắt mình vẫn còn dư quang. Theo bản năng, Gia Cát Huân nhìn theo ánh sáng kia, sau đó ngây ngẩn cả người. Nàng ta nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trong bóng đêm. Giữa không trung hư không lại vô cùng bắt mắt. Ánh sáng lập lòe, như một cái đèn trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý tới, không nói hai lời lập tức tăng thêm tốc độ, tiến vào trong phạm vi ánh sáng. Các hư không phong linh sau lưng chỉ có thể để lại tiếng gào thét trong bóng đêm. Đáng chết, nhân loại, ngươi đang tìm cái chết, không cho phép đi vào, nhân loại, trở về đi. Lữ thiếu khanh thấy thế bèn quay đầu phất phất tay, mang theo gia các hung lao tới mảnh đại lục kia. Quan sát bên ngoài đại lục hồi lâu, lữ thiếu khanh mới mang theo gia các hung bước vào đại lục. Nhưng vừa xuyên qua bình chướng, Lữ Thiếu Khanh và gia các hung lập tức ngã xuống đất. Ngao, đau, Lữ Thiếu Khanh bị ném thẳng xuống đất, rơi đến thất điên bát đảo. Hắn đứng dậy, xoa ngực, thật lâu rồi chưa từng thử lại cảm giác đau đớn trần trụi này. Nỗi đau của phàm nhân đã là chuyện từ rất lâu rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? Bên này Lữ Thiếu Khanh còn đang nghi ngờ, chợt có tiếng rít lên bên tai. A, à, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu dậy, thấy được một tay của gia các hung vung vẩy trên vách núi nàng ta cũng không chịu nổi mà ngã xuống. Gia Cát Huân phát hiện trong cơ thể mình không có chút linh lực nào, tựa như phàm nhân bị dọa đến luống cuốn. Cảm giác mất trọng lượng và sự kinh hoảng khiến cho nàng ta đường như thực sự trở thành một cô nương người phàm, nàng ta thích kinh hét lên chói tai vung vẫy tay chân rơi thẳng xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Gia Cát Huân càng lúc càng tới gần, bỗng nhiên nhảy sang bên cạnh một bước. Gia Cát Huân ngã xuống bên cạnh hắn. A à, bịch! Gia các hung ngã xuống nền mặt đất thành một cái hố nhỏ. Lữ Thiếu Khanh không ngừng gật gù, tố chất thân thể của Lữ Thiếu Khanh quả nhiên mạnh hơn nhân tộc. A à, Gia các hung sắp phát điên rồi, nàng ta đứng dậy cắn Lữ Thiếu Khanh, "Hỗn đảng, ngươi đáng chết, má, ngươi nổi điên làm gì?" Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh. "Ngươi có phải cẩu tử chuyển thế không? Hay là ngươi bị chó tộc đoạt xá rồi, động một chút là cắn người, Gia các hung gầm thét, "Hỗn đảng!" ngươi đỡ ta một chút có thể chết sao, ngã từ độ cao trăm mét xuống, đau chết mất. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lữ thiếu khanh nghi mặt nói, mà ngươi đã nói rồi mà, ai cần ngươi lo. Mẹ nó, gia các hung nghe vậy lại càng tức giận, lại tiếp tục đuổi theo cắn lữ thiếu khanh. Nam nữ thụ thụ bất thân cứt chó. Tên hỗn đảng nhà ngươi là cố ý, cố ý nhìn ta xấu mặt. Lữ thiếu khanh cũng không nung chiều nàng, giơ chân lên đạp cho một cước. Bên này gia các hung đang nhào lên, chân của Lữ Thiếu Khanh lại chặn ngay trước mặt nàng ta. Gia các hung cứng rắn ăn một cước, hoàn toàn phát điên rồi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế không nói hai lời lập tức chạy về phía xa, tổ ca, ngươi bình tĩnh một chút, tình hình nơi này còn chưa rõ, không nên vọng động." "Vọng động? Hôm nay dù nơi này có là núi đao biển lửa, ta cũng muốn cắn chết tên hỗn đảng nhà ngươi." Gia các hung đã không nghe vào tai bất kỳ lời nào nữa, chỉ muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chạy đi thật xa, vừa rồi lượn lờ bên ngoài địa lục một vòng, dù không thấy rõ toàn bộ nhưng hắn cũng quan sát được đại khái. Hướng giữa đi chuẩn không sai. Hỗn đảng, ngươi đừng có chạy. Gia Cát Huân ở phía sau đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, cậu ca, ngươi chớ đuổi theo ta. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Không đuổi theo ngươi ta mới hối hận. Gia Cát Huân hận lắm, lần này chắc chắn là cơ hội tốt tất cả đều là người phàm rồi thánh tộc ta có được thân thể khỏe mạnh ta không tin mình không dạy dỗ được ngươi không cắn cho ngươi mấy cái không tiếc được cơn giận này chạy nửa ngày lữ thiếu khanh quay đầu lại nói tẩu ca cho ngươi một cơ hội cuối cùng gia Cát hung không để ý tới ngược lại đột nhiên tăng tốc độ rồi nhảy lên thật cao lao thẳng đến lữ thiếu khanh hỗn đảng, xem ngươi trốn đi đâu Gia các Huân giữ tận bổ nhào về phía trước, nàng ta không chịu nổi nữa. Mặc kệ nắm đấm chân thúi gì đó của ngươi, ngươi dám ra tay, ta liền có thể dạy dỗ ngươi. Lần này Gia các Huân cực kỳ tự tin mình lựa chọn thời điểm chính xác. Dù Lữ Thiếu Khanh muốn ra tay hay chạy lên phía trước, chạy về phía sau, nàng ta đều tự tin mình có thể bổ nhào vào Lữ Thiếu Khanh. Nàng ta âm thầm quyết định, chỉ cần bổ nhảo được vào tên hỗn đảng này, ta nhất định phải cắn không hé miệng cắn chết tên hỗn đảng này. Khuôn mặt của Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng gần da các huân, hai mắt nàng ta lại càng sắc bén hơn. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rụt đầu lại ngồi sổng xuống. Da Cát Huân bổ nhào qua đầu hắn. Ha ha! Da Cát Huân không nhịn được cười. Không sao, dù thế nào ta cũng có thể dạy dỗ được ngươi. Chỉ cần ta rơi xuống, ta có thể lập tức bắt ngươi lại trong đầu gia các huân đã phát họa xong quỷ tích hành động lúc nãy. Nhưng lúc này nàng ta đột nhiên cảm thấy mềm mại, như thể mình vừa đụng phải cái gì đó. Sau đó, xung quanh nổi gió. Vù. Gia các huân vừa rơi xuống, gió thổi tới, tóc nàng bay ngược lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên. Một hư không phong linh chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng ta. Hư không phong linh này hòa vào cảnh vật xung quanh, gia các huân không phát hiện ra, nhìn bề mặt màu xám nhúc nhích kia như một con rắn độc màu xám đang chậm rãi hé miệng lộ ra răng độc. da Cát hung lạnh cả người, thân thể cứng ngắc như khúc gỗ, nàng ta gian nan quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn, nàng ta suýt thì phục máu. Lữ Thiếu Khanh đã chạy đi xa rồi. Đáng chết, hỗn đảng. da Cát Huân gầm thét. Vù. Cơn gió vô hình như xúc tu lao tới quất mạnh vào nàng ta, Gia Cát Huân bị quất bay, suýt phục máu tươi. Cẩu ca, cố lên. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa hô hào ầm ĩ, lấy ra sức mạnh mà ngươi muốn cắn chết ta để cắn chết nó. Gia Cát Huân đứng dậy nghe được lời này của Lữ Thiếu Khanh thì lại tức đến phục máu. Tên hỗn đảng này, đáng ghét. Mặc dù Gia Cát Huân hận Lữ Thiếu Khanh đến nghiến răng nhưng nàng ta cũng biết nếu không đánh bại hư không phong linh trước mắt thì nàng ta giữ nhiều lành ít. Kết quả là, Gia Cát Hưng không lùi mà tiến tới, Lao thẳng về phía hư không phong linh. Nhưng không ngoại lệ là nàng ta lại bị hư không phong linh quất bay. Hư không phong linh không giống với nàng ta, đây là sân nhà của nó, ở đây nó không bị khống chế. Nhẹ nhàng điều khiển cơn gió vô hình tấn công gia các huân. Mặc dù gia các huân lại tiếp tục tiến về phía hư không phong linh nhưng vẫn không tạo được thành tổn thương gì với nó. Ngược lại còn bị hư không phong linh đánh cho chật vật dù thân thể nàng ta rất cường tráng nhưng chẳng mấy chốc cũng xuất hiện đầy vết thương da cắt hung lại lần nữa tuyệt vọng hiện giờ nàng như người phàm thôi không dùng được linh lực cũng không dùng được pháp khí chỉ có thể dùng tay không tất sắc chiến đấu với hư không phong linh hư không phong linh nhẹ nhõm ngược nàng ta vù sau mấy hiệp hư không phong linh điều khiển cơn gió vô hình trói buộc da cắt hung lại do nàng ta lên cao Gia các hung liều mạng dãy dụa nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Ngọn gió vô hình như gọng kìm thép khống chế nàng ta, nàng ta không có bất kỳ biện pháp nào để tránh thoát. Lúc này gia các hung vô cùng nhớ nhung linh lực của mình. Nếu nàng ta còn linh lực thì chỉ cần nhẹ nhàng chấn động là có thể rung cho hư không phong linh trước mặt đây vỡ làm vô số mảnh. Đáng tiếc, nàng ta cũng chỉ nghĩ một chút thôi. Cứ thế là xong à, gia các hung tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao trong đầu nàng ta lại hiện ra hình ảnh lữ thiếu khanh. Mặc dù rất ghét hắn, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, nhưng ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu nàng ta lại là lữ thiếu khanh. Nàng ta xoay mắt tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy hắn. Vừa nhìn, nàng ta lại muốn phục máu. Lữ thiếu khanh đang lén lén lúc lúc trốn một bên như ăn trộm. Bộ dạng hèn mọn kia khiến cho gia các huân không ôm bất kỳ hy vọng nào với hắn. Mà ở đây, hư không phong linh kéo da các huân đến trước mặt nhìn hư không phong linh gân trong gan tức, da các huân hơi rụt rè chủ yếu là vì cái bề mặt màu xám kia cứ ngọ ngoại ngọ ngoại khiến cho nàng ta cực kỳ buồn nôn hư không phong linh quan sát con mồi một lát rồi đột nhiên nhào lên ngay trước mắt lữ thiếu khanh hư không phong linh đưa da các huân đến trước mặt mình rồi nuốt chửng lấy nàng ta lữ thiếu khanh nhìn đăm đăm đây mới là bụng đói ăn quàng mà ma tộc cũng ăn, không sợ đau bụng à, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ tới gần. Hư không phong linh trước mắt hơi khác thường. Nó khác với các hư không phong linh ngoài kia, Lữ Thiếu Khanh cảm giác không cách nào giao lưu được với nó. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ một lát, tâm thần khẽ động, tản mắt ra một cổ khí tức đặc biệt của hư không phong linh. Vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh hắn không phải người, mà là một hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, thầm thắc mắc, vì sao vẫn chưa được, hiện giờ hắn cũng coi như là một hư không phong linh rồi, nhưng hắn vẫn giống người phàm, không cách nào dùng được bất kỳ sức mạnh nào. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, không có cách nào cứu được cậu ca rồi. Được rồi, ngày lễ ngày Tết nhớ đốt chút tiền giấy cho cậu ca vậy. Nguy hiểm cũng không quá lớn. Cảnh giới của hư không phong linh trước mắt đây tối đa cũng chỉ là hóa thần kỳ. Chắc là không giết chết được gia các huân luyện hư kỳ đâu nhỉ chắc là thế trong lòng lữ thiếu khanh cũng không chắc chắn đột nhiên lữ thiếu khanh cảm thấy không ổn hắn ngẩng đầu hư không phong linh quay lại đối diện hắn vù gió cũng thổi qua mặc dù không có ngủ giác nhưng lữ thiếu khanh cảm giác được đối phương đang nhìn mình mẹ nó chứ tính sai rồi ngay lập tức hắn phất tay cười chào nó hi vù gió xung quanh lập tức ập tới hư không phong linh cũng lao về phía lữ thiếu khanh tư thái không chờ nổi nữa chỉ muốn nuốt chửng lữ thiếu khanh mẹ nó lữ thiếu khanh quay đầu liền chạy hắn không còn nghĩ tới nên đối phó với hư không phong linh thế nào nữa nhưng hiện tại hắn chẳng khác nào người phàm chạy đến đâu gió xung quanh cung gào thét đuổi theo như bị vô số cái xúc tu đang khống chế người một nhà đại ca người một nhà lữ thiếu khanh gào lên nhưng hư không phong linh không có nghe ngược lại còn có vẻ hơi vội vàng muốn nuốt luôn cả Lữ Thiếu Khanh vào bụng. Mẹ nó, vào thời khắc bị nuốt vào, Lữ Thiếu Khanh chỉ chửi mẹ nó. Bị nuốt vào, lọc vào một vùng tâm tối, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như vừa rơi vào một vũng bùn. Cảm giác hơi sền sệt. Không phải là thạch thật chứ, Lữ Thiếu Khanh thì thầm tự hỏi. Sau đó, một cổ khí tức âm lãnh đánh tới, có lực hút mang theo thần thức tham lam một cách trần trụi hút tới. Nó chỉ hận không thể nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh không nhã cả bả. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhưng lúc này hắn không thể phản kháng. Trong thế giới này, đến thần thức hắn cũng không điều khiển được. Nếu là người khác, nhất định sẽ vô cùng lo lắng, nhưng Lữ Thiếu Khanh cầu còn không được. Thần thức tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Hắn nở nụ cười. Gia Cát Huân cố gắng mở to hai mắt cũng không thấy một sợi ánh sáng nào, trong bóng đêm nàng ta cảm thấy vô cùng cô độc lực hút xung quanh truyền đến khiến cho nàng ta sinh lòng tuyệt vọng. Khuyết nhục trong cơ thể bắt đầu rung động, lúc nào cũng có thể sẽ thoát thể rời đi. Chỉ thế thôi sao, cứ thế sao, gia Cát huân không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cho dù là lữ thiếu khanh. Tên hỗn đảng kia lén lén lúc lúc, vào tình huống này có biện pháp nào chứ, chết ở đây, không biết mình có thể sống lại ở phân thân không nữa. Lo lắng cuối cùng của gia các huân chính là vấn đề này ngay khi nàng ta đang tuyệt vọng, đột nhiên hai mắt nàng ta tỏa sáng, ánh sáng từ trong bóng tối chiếu rọi ra. Một khắc sau, bóng tối xung quanh thối lui, càng lúc ánh sáng càng mạnh hơn. Gia Cát Huân mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó dưới chân nặng trĩu khiến cho nàng ta lún cuốn chân tay rơi từ trên trời xuống. A, à, một sức mạnh bất ngờ xuất hiện kéo nàng ta giữa không trung, còn nói là ma tộc, lá gan nhỏ thế à, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên gia cát huân ngạc nhiên nhìn lữ thiếu khanh hư không phong linh vừa rồi đã biến mất chuyện gì đã xảy ra gia cát huân cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nữa rồi vì sao lữ thiếu khanh có thể mang theo mình đứng giữa không trung lữ thiếu khanh khôi phục được thực lực rồi sao xảy ra chuyện gì gia cát huân nhìn lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh chớp chớp mắt ngươi đoán xem ta đoán cái cộng lông gia cát huân gầm lên với lữ thiếu khanh hỗn đản cái đồ đại hỗn đảng nhà ngươi, sao phát hiện kẻ địch mà không nói, phát hiện hư không phong linh mà không nói tiếng nào làm hại nàng ta chật vật như thế. Nói rồi mà. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội, ta đã nói cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kết quả, ngươi còn đuổi theo cắn ta như một con chó điên. Gia các huân tức chết, cái này tính là nhắc nhở gì chứ, hỗn đảng, Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, được rồi, đi thôi, đừng có gào lên nữa ồn ào quá, còn ồn ào nữa ta cũng mặc kệ ngươi đấy. ồn ào, gia các huân nổi giận. Còn không phải vì ngươi quá hỗn đảng sao, nàng ta gào thét lao tới lữ thiếu khanh, chỉ hận không thể dùng nước bọc phun chết hắn. Ai cần ngươi lo, a à, lữ thiếu khanh ồ lên một tiếng, sau đó gia các huân cảm thấy dưới chân mình hẫn đi một cái, luống cuốn tay chân ngã xuống. Bịch, gia các huân lại ngã ầm ầm xuống đất, đau đến mức nước mắt đầm đìa. Hỗn đảng, Gia Cát Huân chỉ hận Lữ Thiếu Khanh không có ở trước mắt mình, không cắn được. Nàng ta bò dậy, ngẩng đầu gầm lên giận dữ, hỗn đảng, sau đó, nàng ta ngẩn ngơ. Trên trời không có một ai, Lữ Thiếu Khanh chạy đâu không biết. Gia Cát Huân không nhịn được mà luống cuốn. Trái tim nàng ta đập thình thịch, tên hỗn đảng này sẽ không mặc kệ mình thật chứ, tại nơi lạ lẫm, quỷ dị mà nguy hiểm này, nàng ta chỉ như người phàm, không có lấy tí sức tự vệ nào. Gia Cát Huân nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Trong lòng nàng ta thật sự luống cuốn. Tên đáng chết này, Gia Cát Huân cắn răng, thấp giọng mắng, hỗn đảng, ngươi chết không yên lành. Này này, chủ người ta như thế, ngươi có ý tốt sao, bỗng nhiên giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên sau lưng nàng ta, dọa nàng ta giật nảy mình. Nhìn lại, thấy khuôn mặt ghê tởm kia xuất hiện, không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy an tâm nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hai mắt nàng ta phun lửa, khi đã chuẩn bị kỹ càng phun cho lửa thiếu khanh một mặt đầy nước bọt thì hắn cảnh cáo, ngươi lại thử ồn ào nữa xem, ta sẽ thật sự bỏ lại ngươi ở đây đấy. Theo bản năng, một bụng thăm hỏi sôi trào mãnh liệt đều bị đè xuống hết. Nàng ta hít sâu một hơi, nhìn lửa thiếu khanh đang cười tủm tỉm, cứng chế xúc động muốn cắn người. Làm sao ngươi khôi phục được thực lực, vừa hỏi xong, gia các hung lập tức hối hận. Quả nhiên! Lữ Thiếu Khanh cười hà hà, vẫn là câu trả lời kia, ngươi đoán xem, cơn giận lại bốc lên. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, không nói thì thôi, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chuyện này làm sao nói được. Có nói Gia Cát Huân cũng không làm được. Dù sao thì con đường của Gia Cát Huân cũng là bình thường. Thông phên hư không phong linh bản thổ của thế giới này xong, Lữ Thiếu Khanh không bị quy tắc ở đây áp chế nữa, đã khôi phục được thực lực. Nhưng mà cảm giác kêu gọi càng thêm mãnh liệt như có một giọng nói đang gọi hắn thật lạ lữ thiếu khanh nhíu mày nhìn phía xa không nhịn được mà nhăn nhó lữ thiếu khanh ngửi leo ra đứng trên xuyên giới bàn cảm nhận khuôn mặt đau khổ của lữ thiếu khanh một lúc rồi mới nói ta không cảm giác được gì lão đại nơi này có cái gì đó quái lạ sư bị ngăn cách vậy lữ thiếu khanh nghe vậy bèn đưa tay bắn ra bay cả giới không cần ngươi nói nơi này quái lạ giới bị đẩy lùi lăn ùn ụt hai vòng trên mặt đất dáng vẻ chật vật khiến cho tâm thần gia các huân cũng thanh thản tiểu hỗn đảng ngươi cũng có ngày hôm nay quả nhiên ác nhân sẽ có ác nhân trị lữ thiếu khanh thu xuyên giới bàn lại thở dài rồi vung tay lên mang theo gia các huân bay lên không trung đồng thời hắn thở dài nói ôi chao một đám gia hỏa không bớt lo gia các huân nổi giận nói ai không bớt lo hỗn đảng ngươi đang nói ai lữ thiếu khanh không quay đầu lại chưa có nói đến ngươi đừng có tự mình đa tình không nói ta chẳng lẽ nói em gái ngươi gia hỏa hỗn đản gia các huân ở phía sau ấm ức bất bình nhưng lúc này ngoại trừ tức giận bất bình âm thầm chửi bới lữ thiếu khanh trong lòng thì không dám làm gì hơn thậm chí nàng ta còn phải âm thầm cầu nguyện lữ thiếu khanh sẽ không ném mình xuống đất lữ thiếu khanh cũng không vứt gia các huân xuống mà mang theo nàng ta ngự không mà bay đi trên bầu trời gia các huân nhìn hư không phong linh khắp nơi dưới đất mà càng thêm kiên định ngậm chặt miệng tạm thời không nên treo vào lữ thiếu khanh biến thành người phàm gia các huân cũng không tính được đã bao lâu trôi qua chỉ thấy đi rất lâu cuối cùng lữ thiếu khanh cũng dừng lại lữ thiếu khanh mang theo nàng ta đi tới trước mặt một sơn động gia các huân tò mò đánh giá xung quanh sơn động không lớn cũng chỉ cao rộng hai ba mét cửa động đen nhánh không lọc tí ánh sáng nào dường như chỉ riêng nơi này là ánh sáng không chiếu đến nơi này là nơi nào gia cát huân cũng không nghiệm được hỏi lữ thiếu khanh hỏi xong nàng ta lại muốn tự vã cho mình một cái không phải đã nói không cần để ý tên hỗn đảng này sao lữ thiếu khanh cũng nhìn chằm chầm quan sát cửa hang đưa thần thức vào kiểm tra cũng không phát hiện ra cái gì hắn lắc đầu không biết không biết lời này gia cát huân tuyệt đối không tin không biết, ngươi sẽ dẫn ta đến đây à?" Nàng ta cảnh giác nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, "Không phải ngươi định để ta đi vào tìm hiểu chứ?" Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, "Biện pháp này của ngươi thật tốt, tới đây, ngươi vào xem đi, có vấn đề gì thì gọi." Gia Cát hung lại lộ ra ánh mắt muốn cắn người. Gia Hỏa hỗn đản. "Có vấn đề gì thì gọi? Thực lực của ta như vậy, đi vào trong đó sợ là muốn gọi cũng không được." Gia Cát hung lùi lại hai bước, bày ra tư thái phòng ngự ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh tươi cười nói, ngươi đã quên một chuyện, cái gì, Gia Cát Huân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy dưới chân nhẹ bẩn, thế là bay lên. Đi ngươi ấy, Gia Cát Huân kinh hãi, tên hỗn đảng này, thì ra không phải thương lượng mà là thông báo. Hỗn đảng, nàng ta chỉ có thể tức giận quát lên một tiếng, sau đó toàn thân biến mất trong sơn động. Bịch, Gia Cát Huân ngã nhào xuống đất, đau đớn vô cùng, hơn nửa ngày mới đứng dậy sơn động này khô ráo, không ẩm ướt như trong tưởng tượng. Gia Cát Huân nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới quen được với ánh sáng ở đây. Mặc dù lờ mờ nhưng ít ra vẫn có thể thấy được đại khái trước mắt, không đến nỗi dư tay không thấy năm ngón như tưởng tượng. Sơn động này có gió thổi nhẹ nhẹ, là từ sâu trong sơn động thổi ra. Gió rất nhẹ, mang theo từng ti từng ti nhiệt độ, như một bàn tay nhu hòa vuốt ve da các hưng. Lòng da các Huân chậm rãi buông lỏng, như về nhà được mẫu thân ôm ấp khiến cho nàng ta từ bỏ sự căng thẳng và sợ hãi. Nhưng một khắc sau, một cơn gió lớn từ sâu trong sơn động thổi ra ù cùng phong gào thét, mang theo sự quỷ dị âm lãnh tựa như âm phong từ địa ngục thổi tới. Gia các hung lão đảo ngã xuống đất, khí tức âm lãnh xâm lấn, nỗi sợ hãi tràn ngập toàn thân, gia các hung không nhịn được mà run rẩy. Mới vừa rồi còn ấm áp như mặt trời, một khắc sau đã lạnh buốt như vào đông. Ngay khi gia các hung đang sợ hãi, Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, "Không phải ngươi bị dọa chứ?" Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho gia các hung lập tức an tâm. Dù còn âm phong thổi, nhưng nàng ta không còn sợ hãi nữa. Gia các hung cúi đầu, hạ giọng rất thấp nói, "Rồi, kéo ta một cái." Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, "Ai nha, không phải chứ? Ngươi bị dọa đến mức rung cả chân rồi à, hay là tè ra quần rồi, bớt nói nhảm đi." Gia các hung nghiến răng, kéo ta, nam nữ thụ thụ bất thân, lữ thiếu khanh vung tay lên, gia các huân bị một cổ sức mạnh vô hình nâng lên. Đáng chết! Gia các huân thở phì phì nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh, thế này cũng không mắc mưu. Lại phát hiện lữ thiếu khanh nhìn nơi nàng ta vư ngã, nghi hoặc nói, không ẩm ướt. Nghe được lời lữ thiếu khanh nói có vẻ thất vọng, gia các huân không nhịn được. Nàng ta nhào tới, há miệng liền cắn, hỗn đảng, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ thiếu khanh tránh sang bước vào trong sơn động. nhún nháo như thế, gia các hung cũng không sợ, đuổi theo phía sau, nhìn chầm chầm vào lữ thiếu khanh, nghĩ xem làm thế nào có thể ngoạm chết tên hỗn đảng này. Chẳng buồn để ý đến tình cảnh xung quanh. Cho dù có nguy hiểm thì cũng làm sao chứ, nàng ta chỉ là người phàm, không làm được gì. Trên đường đi không có gì nguy hiểm, chỉ là sơn động rất sâu thôi, mà càng ngày càng sâu hơn nữa, như đâm thẳng xuống lòng đất vậy. Cuối cùng, lữ thiếu khanh dẫn theo da các huân ngự không bay xuống bên dưới dần dầu màu đen bắt đầu nhạt đi xung quanh bắt đầu có một chút ánh sáng về một cái lữ thiếu khanh cảm giác trước mắt rộng mở sáng ngời chờ tầm mắt làm quen được với ánh sáng xung quanh nàng ta mới phát hiện được mình đang ở trong một không gian thật lớn dù có nói là một cái địa cung thật lớn thì cũng không tính là chấn kinh khiến cho da các huân chấn động và kinh ngạc là trên đỉnh đầu có một cái hư không phong linh cái này cái này hư không phong linh này không tính là lớn những hư không phong linh giữa không trung kia phải lớn đến vài dặm vài chục dặm thậm chí hợp thể kỳ còn lớn đến mấy trăm dặm mà hư không phong linh trước mắt thì rất nhỏ chỉ khoảng trăm mét so với hư không phong linh bên ngoài hư không phong linh trên đầu còn không bằng cả trẻ nhỏ nếu thế cũng không đến mức khiến gia các huân chấn kinh nàng ta chấn kinh vì hư không phong linh trên đầu có hai màu một trắng một đen, như một thái cực đồ xoay tròn. Hư không phong linh đang xoay tròn, khi màu trắng chuyển động tới bên bọn họ, gió nhẹ dịu dàng thổi qua, thổi vào trong huyệt động sau lưng. Khi màu đen quay tới là âm phong vù vù thổi vào. Thấy cảnh này, cuối cùng gia các huân cũng hiểu vì sao gió trong huyệt động lại thay đổi như thế. Lữ thiếu khanh thấy được hư không phong linh trên đầu có hai màu đen trắng thì im lặng che trán. Âm hồn bất tán, âm hồn bất tán sao chỗ đó lại có cả thứ đồ quỷ này, mẹ nó, thứ quỷ này, phiền phức, gia các huân chú ý tới thái độ của Lữ Thiếu Khanh, theo bản năng hỏi, ngươi biết sao, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại nàng ta, ngươi không biết à, ngươi cũng thấy rồi, từng gặp sao, gia các huân kinh ngạc, lần nữa nhìn hư không phong linh trên đầu, lắc đầu nói, chưa từng thấy. Quái vật xuất hiện trên không trung nhữ thành. Gia các huân chấn kinh hỏi lại, thật sao, giả dạ đó. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm một câu, vung tay lên mang theo nàng ta lùi lại, đi, ngươi mặc kệ sao. Gia Cát Huân lại hỏi. Quản cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không vui, làm sao ta quản được, phiền phức muốn chết, mau chạy đi mới phải. Thấy Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, Gia Cát Huân rất cạn lời. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị rời đi thì một đạo thần niệm truyền đến. Giúp ta một chút, Gia Cát Huân không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lại thần niệm là từ phía trên vọng đến, chính là của hư không phong linh kia. Thần niệm tràn đầy cầu khẩn. Lữ thiếu khanh càng chạy càng nhanh, mang theo gia các huân chạy vào thông đạo nhanh như chớp. Gia các huân lại càng bó tay, ngươi không nghe thấy à, lữ thiếu khanh cũng không quay đầu lại, chạy thật nhanh, nghe được cái gì. Không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết. Thần niệm của hư không phong linh lại truyền đến, giúp ta một chút. Con của ta, hoành. Lữ Thiếu Khanh đâm thẳng vào lối đi. Ngao, thông đạo nơi này vô cùng kiên cố, Lữ Thiếu Khanh ôm trán kêu toán lên. Thần niệm lại truyền đến, con ơi, ta vẫn luôn triệu hoán con, hiện tại chỉ có con có thể giúp ta. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân nhìn nhau. Con, Lữ Thiếu Khanh thận trọng hỏi Gia Cát Huân, cha ngươi và mẹ ngươi đối với ngươi có tốt không, có ý gì, đầu tiên, Gia Cát Huân sững sờ, sau đó kịp phản ứng lại. Hỗn đảng nàng ta nhào đến Lữ Thiếu Khanh, há miệng muốn cắn, ta do cha mẹ ta sinh, Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh né, la hét, không thể nào. Xem ra ngươi không phải ma tộc thật sự, nào có ma tộc gì cắn người như chó thế chứ, tên hỗn đảng một vĩnh kia cũng không cắn người. Hỗn đảng, ngươi mới là con của hư không phong linh. Gia các huân gầm thét, tiếng gầm quanh quẩn trong đường hầm. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc nói, trên người ta nào có gì liên quan đến hư không phong linh, con à, chính là con. Âm thanh của hư không phong linh lại vang lên, con chính là con của ta, giúp ta một chút, nhìn đi. Gia Cát Huân liên tục cười lạnh, quả nhi ngươi không phải người. Ngươi thừa nhận đi. Nhân loại bình thường làm sao có thể làm được những chuyện quỷ dị như thế, Lữ Thiếu Khanh vội vàng, mẹ nó chứ không phải ta chỉ thôn vệ năng lượng của một hai hư không phong linh thôi à. Cũng chỉ có một ít năng lực, ta tính là hư không phong linh gì chứ? Càng không thể nào là trẻ con gì. Này, ngươi chớ có nói hô nói vượng, ta không phải hài tử của ngươi, ngươi muốn tìm người hỗ trợ, ngươi tìm người khác đi, đừng có tới tìm ta. Nếu thực sự không được, ta đưa cô nàng này cho ngươi, răng của nàng ta rất tốt, có thể giúp ngươi. Gia Cát Huân không tức giận, ngược lại chỉ không ngừng cười ha ha, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, mau đi giúp mẫu thân của ngươi một chút đi hiếm khi thấy được tên hỗn đản này kinh ngạc, thật thoải mái. Lữ thiếu khanh xoay người bỏ chạy nhanh như thiểm điện, cô nàng ngươi ở lại đây hỗ trợ đi, bái bye, bye. Nụ cười của gia các huân đông cứng lại. Nhìn lữ thiếu khanh lại biến mất không còn tâm tích, nàng ta lại muốn chửi mẹ nó. Hỗn đản, thật con mẹ nó hỗn đản, thần niệm lại truyền đến, giúp ta một chút, gia các huân nghe được trong lòng lại hốt hoảng. Ta giúp thế nào, sau đó dường như một bức tranh truyền vào trong đầu nàng ta dưới thân một thanh kiếm khổng lồ kế ngôn ngồi xếp bằng dưới mặt đất kiếm gãy hơi tỏa sáng từ trong cái khe dưới mặt đất không ngừng có quái vật màu đen liều mạng bò ra tấn công kế ngôn quái vật màu đen tựa như giả thú gào thét chỉ hận không thể xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ rồi thôn phệ sạch sẽ tiêu y cầm trường kiếm trong tay ngăn trước mặt kế ngôn như kiếm khách phàm nhân giết chết từng con từng con quái vật dưới mặt đất phủ một lớp thi thể quái vật, máu đen ngấm xuống. Ở sau lưng nàng, một lão nhân ôm một con chim đang cổ vũ. Gia Cát Huân thấy ngạc nhiên. Bọn kế ngôn ở đây à, khi Gia Cát Huân đang kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh quay lại. Hùng hùng hổ hổ mắng, hỗn đảng, thật sự là gia hỏa không khiến người ta bớt lo. Gia Cát Huân dường như đã hiểu ra, người được gọi là, gia hảo không bớt lo, kia không phải nàng ta, mà là mấy người kế ngôn ánh mắt gia các huân tràn ngập sự khinh bỉ, không phải ngươi chạy rồi sao, chạy cái gì mà chạy. Trên đường gặp chuyện bất bình, trúc đau tương trợ là lẽ tất nhiên. Lữ thiếu khanh thẳng thắng hùng hồn khinh bỉ nàng ta, ngươi có biết nghĩa khí giang hồ là gì không, gia các huân lại càng khinh bỉ hơn. Nhưng nàng ta cũng biết vì sao lữ thiếu khanh lại trở lại. Bởi vì hình ảnh mình vừa nhìn thấy kia. Tên hỗn đảng này, cũng coi như có chút tình nghĩa, sẽ để ý đến người phe mình. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một lần nữa mang theo gia các hung quay lại địa cung, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn hư không phong linh trên đỉnh đầu, sư huynh sư muội của ta ở đâu? Trên mảnh đại lục này, nhưng bọn họ đã bị đế kiếm bao phủ, ngươi muốn đi cứu bọn họ cũng không được. Đế kiếm? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì tê cả da đầu, sao lại có danh từ mới rồi, có còn để cho người ta đường sống không? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Nói cho ta đi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Nếu kế ngôn và tiêu y không ở đây, hắn sẽ lập tức phủi mông bỏ chạy ngay lập tức. Dù sao hắn cũng có thể sống trong hư không. Rời khỏi nơi này, vì tượng tìm một hướng mà xông lên đến cùng, không tin không tìm được đường về. Thần niệm truyền đến, Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân đều thấy được một hình ảnh. Đại lục đang tỏa sáng, vô số hư không phong linh được sinh ra từ trên đại lục này. Bọn chúng như trẻ con chạy chơi đùa giỡn trên đại lục này trong hư không tối tăm vô tận, ơi này tựa như thế ngoại đào nguyên. Mà vào một ngày nào đó, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một thanh kiếm gãy từ trong khe rơi xuống cắm trên đại lục. Đại lục như thế ngoại đào nguyên chớp mắt đã chia năm xẻ bảy, hư không phong linh trên đại lục gần như bị diệt hết hoàn toàn. Vào thời khắc mấu chốt, vô số hư không phong linh cổ xưa dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đoàn hư không phong linh mới, không vào trong đại lục mới bảo vệ được mảnh đại lục này. Vài năm trôi qua, đại lục chậm rãi khôi phục sinh cơ. Hư không phong linh lần nữa sinh ra, mà mẫu thân sinh ra hư không phong linh chính là hư không phong linh do vô số hư không phong linh cường đại dung hợp lại. Nhưng không biết từ khi nào, một cổ sương mù màu đen phun ra. Hiện tại, hư không đã giáng lâm mảnh đại lục này. Rất nhiều hư không phong linh bị lây nhiễm, thông vệ tàn sát lẫn nhau, mảnh đại lục thật vất vả mới hồi sinh được lại lần nữa lâm vào tàn lụi trong màn sương mù màu đen ẩn giấu một cổ ý thức tà ác thông qua hư không phong linh ăn mòn thông phệ hư không phong linh một hư không phong linh tà ác mà cường đại xuất hiện mục tiêu của nó là thanh kiếm gãy màn sương màu đen ngập trời bao phủ cả trường kiếm lúc này thức phim bị gián đoạn sau đó thần niệm của hư không phong linh truyền đến nói cho lữ thiếu khanh và gia các huân chuyện phía sau thanh kiếm gãy này lai lịch bí ẩn vô cùng cường đại một khi để cho hoang thần lấy được kiếm gãy Vô thủy chi cảnh sẽ bị nó hủy diệt. Hư không cũng sẽ bị nó hủy diệt, toàn bộ thiên địa cũng sẽ sụp đổ theo. Vì ngăn cản nó, ta chỉ có thể bao phủ cả đại lục lại, không cho phép con của ta trở về. Ngăn cách thời gian, ngăn cách bất luận quy tắc gì. Nhưng hoang thần quá mạnh, ta không phải đối thủ của nó, chỉ có thể cố hết sức ngăn cản nó. Nếu không có người hỗ trợ, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó thôn phệ, vô thủy chi cảnh sẽ bị diệt vong tất cả thế giới đều sẽ bị diệt vong. Được hư không phong linh kể rõ, Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Với Gia Cát Huân mà nói, tin tức như vậy đủ để khiến nàng chấn động kinh ngạc một vạn năm. Như nghe cố sự vậy. Mà Lữ Thiếu Khanh rất bó tay che trán. Hoang thần, lại một cái nữa, tế thần, xương thần, hiện tại lại đến hoang thần, không biết còn có bao nhiêu thần nữa, nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu sao mình lại xui xẻo như vậy, thứ mà cả đời người khác cũng không gặp được, hắn lại như có diễm ngộ, cách vài ngày lại gặp một cái. Bây giờ lại có thêm một đạo cụ. Đế kiếm, đồ có thể dùng chữ, đế, để tôn, có thể không ngu bức sao, gia các hung không nhận được mà hỏi, ngươi không biết lai lịch của đế kiếm, vì sao lại biết nó gọi là đế kiếm, hoang thần nói, nói cái này là một thanh đế kiếm. Lữ thiếu khanh nghe vậy lại càng phiền muộn, đến cả cấp bậc như hoang thần cũng muốn tranh đoạt đế kiếm, có thể hình dung được lai lịch của nó lớn cỡ nào. Sẽ không phải là kiếm mà thiên đế dùng chứ, thực lực của hoang thần là gì, gia các huân cũng vội vàng vĩnh tai. Đây là vấn đề mỗi người đều quan tâm. Dùng cảnh giới của nhân loại các ngươi phân chia thì nó là đại thừa kỳ. Cáo từ. Lúc này, hắn chấp tay với hư không phong linh trên đầu một cái, xoay người rời đi. Hơn nữa còn không quên mắng gia các huân một câu, miệng quả đen lý nải nải a à đại thừa kỳ chơi cái rắm trong thế giới này đại thừa kỳ là một tồn tại như thần nếu lữ thiếu khanh là đại thừa kỳ hắn sẽ lập tức đi cướp năm nhà ba phái trong thế giới này đại thừa kỳ có thể làm gì thì làm muốn tùy hứng thế nào thì tùy hứng thế ấy nếu như là hợp thể kỳ lữ thiếu khanh còn có thể đi gặp cái thứ hoang thần kia một lần nhưng đối phương lại là đại thừa kỳ vẫn nên tranh thủ chạy đi thôi quá nguy hiểm lang thang trong hư không cũng tốt hơn là ở đây tìm chết hư không phong linh cũng vội vàng truyền thần niệm đến chờ một chút ta vẫn chưa nói xong nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha